Anh đi nói gì em không hiểu. Với tao con Phan Nam đi ăn trúng trang như thế này à? Hải quan á? Cảm ơn Hoàng Mai. Buồn nhỉ? Mát. Từ từ, đợi một tí. Từ. Buồn thật đấy. Thì mai anh về, anh lên đường mạnh khỏe. Nào. Không biết lần này sẽ là lần nắm tay thứ mấy của chúng ta, nhưng em hy vọng sẽ không phải là lần cuối cùng. Hạnh phúc quá. Anh yêu em nhiều và chỉ mong em sẽ hiểu. Em là hạnh phúc đời anh. Chẳng còn bên nhau thật lâu. Ôi sáng mai về rồi Hương ơi, ngày em đi. Chị ơi, em bảo này, ví dụ như những cái vỏ chai nước hoa ấy, thì mình bỏ vỏ đi à, hay là như thế nào chị? Hoàn! Perfume đúng không mọi người? Nhạc buồn chia tay người yêu. Những bản nhạc buồn chia tay người yêu. Perfume 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mấy chai? Bóc cỡ. Mắt có mấy chai? No, sorry. Nào. Mask nào, phải đeo vào đây. Perfume. Đợi một tí nhá. Buồn nhỉ? Có 3 chai chị ạ? 4 chai. Bắt gắn. Bỏ cả hộp đi. Ok. Chai nào cũng xịt ra là được, đừng để nguyên đó. Ok. Cảm ơn chị Sao Lưu. Đã khi là đi. Chẳng gì có thế thay thế được tình yêu em. Okay.
Toang, toang. Mì tôm, mì tôm. Thế nhạc đâu rồi? À, nước hoa chị bỏ hết hộp rồi, chỉ còn chai thôi. Thì cái chai đấy thì mình mình sử dụng thôi chứ có việc gì đâu nhỉ. Một mình cũng sử dụng ở nhà, mình sử dụng cả chục chai nước hoa ấy. Còn có bộ đồ đẹp thế. Mặc bộ đồ này có phải mặc áo ngực không? Không. Ok mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Con vã mồ hôi rồi mọi người ạ. Thế lúc nãy rõ là em đi lựa nhẫn xong rồi em lại thấy là Panum
Xịt chưa? Xịt cái 3 năm chưa? Nà, nà. Phải móc cái xịt ra hả mọi người? No, no, no. Adi đẹp trai. No. Adi handsome. Yeah. Một đà thế nào? Bực cả mình. No. Let's see.